Tính con nào cũng ăn hết rồi. Sĩ trắng. Con không có. Vậy mà nói con nào cũng ăn. Không có thì lật đi. Nhưng con sẽ lật con pháo đỏ cho bà ăn. Làm như thần bài đó. Lật thử coi. Về nghỉ đi, để ba canh chừng mẹ cho. Rồi nói đứa nào rảnh đó, nó vô nó thay ba. Dạ, vậy con về nha ba. À. Thấy Hoàng nữa, trời này hên quá, chung tiền. Thôi ba thắng Hoàng à, tụi tôi không chơi nữa đâu, hết tiền rồi. Ê, hết tiền tôi cho mượn tiền. Thôi tôi không chơi nữa đâu, tụi tôi không phải đối thủ của bà. Thôi đi về đi. Thôi nó nghe nè, vậy thôi tôi trả tiền lại bà. Ăn như trả nè, chủ yếu là vui chơi thôi. Mấy bà ở đây chơi tôi đi. Thôi có chơi giỡn bà cũng thắng à. Ở xóm này ai cũng biết tiếng bà đó. Môn này bà chơi giỏi lắm hả bà. Mà ở đây chơi đi mà, chơi rồi ăn bánh rồi chơi với tôi cho vui đi. Ê, đói bụng rồi cơm nước. Cái gì vậy? Trời ơi, cờ bạc à. Anh vui chơi không có gì hết. Vui chơi đi. Tôi nói cho bà này, cấm cờ bạc trong nhà đây. Không có cờ bạc ăn tiền đâu, tụi tôi vui chơi. Đó, tiền bạc không nói gì đó. Dạ, mấy người về đi. Tôi về nha bà. Không được đánh bạc nữa đó. Tôi về nha bà. Thôi tôi về nha bà. Đi về bà ơi. Cờ bạc là bạc thân bà biết chưa. Đánh đề thì ra đi mà. Tôi có bạn bè tôi mặc nói. Để tôi chút tiếng ít vui chơi chứ có. Ăn chơi ăn ngồi trả lại chứ đâu có. Dạ, không được cờ bạc trong nhà này. Tôi nói một lần nữa nha. Không được tổ chức cờ bạc trong nhà này. Ông bà ta nói rồi, cờ bạc là bác thằng Bằng, bà nghe chưa? Hả? Nghe rồi, đâu có đĩa đâu, nó hoài à. Cấm cờ bạc á. Giờ đi cơm nước cũng chưa có. Mệt ghê. Vợ. Ông bà nói gì? Dạy vợ từ thở còn thơ. Trời ơi cái bà này. Mất nhà đi chơi nếu mà cờ bạc hoài. Cái bà này bà già quá này không còn thơ nữa. Nhưng mà vẫn phải vậy. Cấm cờ bạc. Ủa Hạnh, thưa mẹ con mới về. Ừ, mới làm gì hả? Chắc mệt lắm hả con? Ây da, đủ thứ, đủ bù quá trời. Nè, đói bụng không? Mẹ làm đồ ăn cho anh. Chưa, mẹ ngồi nghỉ một chút đi. Khi nào con ăn rồi con nói mẹ nấu cùng con nghe. Vậy ha. Dạ. Nào đói hú mẹ, mẹ làm cho ha. Dạ. Trời ơi, chơi gì mà sắc màu quá trời vậy? Mẹ chơi bà tí sắc. Trời ơi con biết không, ba con á, mẹ rủ bạn bè về chơi thì ổng la đó, cho nên bây giờ mẹ chơi trên máy nè, để ổng thấy ổng cũng la mẹ được. Ồ, chơi trên máy khó chơi lắm nha, tại này là máy móc được lập trình sẵn rồi đó. Nhưng phải mẹ khen nha, mẹ chơi để giờ mẹ thắng nó không à. Thiệt luôn hả? Trời ơi mẹ giỏi dữ vậy. Con thấy mẹ quýnh với bạn mẹ cũng thắng, giờ quýnh với máy thắng, đừng nói mốt mẹ thành thần bài luôn nha. Mẹ không dám nhận cái chức đó, nhưng mà bạn bè mẹ giờ mẹ rủ ổng bà nào dám chơi, bà nói mẹ là thần bài. Thần bài vô đói à. Cái gì vậy? Vì bài bạc gì đây? Thần bài gì hả? Bà làm gì đó? Chơi gì? Chơi tứ sắc trên máy. Trời ơi, tụi nó cấm tiệt trong nhà này, không được cờ bạc. Nữ mà cờ bạc cái thứ ổng à, cấm tiệt chưa? Chơi trên máy có gì đâu mà làm. Không được. Thôi mà ba đâu có căng thẳng dữ vậy, ba chơi trên máy được. Không, con bệnh mẹ con nó hả? Dẹp vô đúng không? Cái gì kỳ cục vậy? Ông khó gì vừa thôi chứ. Dọn cơm đi, cấm cờ bạc. Tôi rủ bạn bè về chơi cũng là, vì chơi trên máy cũng là nữa. Bây giờ tôi xuống chơi với bếp mày được không? Ừ, nấu bếp thì được. Khó khăn quá à. Chơi gì cũng nói chơi, một cái gì là thú vô.
Phối màu trắng đúng không? Ủa? Sao bà biết hay quá vậy? Trời ơi, bà đâu có đối thủ đâu con. Ăn thịt cất vô đây đây rồi. Đánh đi, ăn rồi đánh đi, đánh đi, đánh đi. Vậy con đánh con người trắng. Ôi, xin lỗi con, bà tới. 2, 3, 5, 7. Vậy là con thua rồi hả? Không có thể thua mà con phải chung tiền vậy thôi. Sắp đi con ơi, bỏ bài xuống sắp đi nè. Giờ con đánh con sĩ trắng. Sĩ trắng hả? Bà ăn. Con sên rồi đó nha. Con biết trên tay bà còn con ngựa xanh và con pháo đỏ phải không? Bà mà đánh con pháo đỏ ra là con đánh đôi này đó nha. Sên rồi hả? Trời ơi, nó mới bơi chơi mà sao nó... Nó biết tay mình cầm gì ta? Đánh pháo đỏ thì nó đâu mất tay. Không đánh pháo đỏ. Con sên được không? Anh pháo đỏ còn tới phải không? Đánh ngựa xanh. Con tới quang. Con đã lừa được bà rồi. Trời ơi, nó mới biết chơi mà sao lại giỏi vậy trời. Nó biết cái bài mình đánh cái con gì. Bởi bà. Bởi. Ủa đâu trời? Không lẽ đứa. Bây giờ đánh con gì vậy ta? Bà đừng có suy nghĩ nữa. Bây giờ con biết trên tay bà có những con gì? Con sĩ trắng, con tượng xanh và con pháo đỏ, đúng không? Sao nó giỏi vậy trời? Không lẽ thấy bạn của mình mà mình đâu có để thấp đâu. Đánh con nào cũng ăn hết rồi. Sĩ trắng. Con không có. Vậy mà nói con nào cũng ăn. Không có thì lật đi. Nhưng con sẽ lật con pháo đỏ cho bạn. Làm như thần bài đó, lật thử coi. Đừng có làm binh bại chứ sang nè. Đâu có đâu, đâu có đánh bại gì đâu. Cái gì nữa? Đâu có đâu, tụi đang chơi gì đi. Trời ơi là trời. Bà bình tĩnh đi bà. Đâu có. Bà ơi, con về vậy. Nói nổi rồi, Diệu Vy. Dạ thầy. Bà sẽ em dám rủ bà đánh bài không? Đâu có đâu, bà rủ em đánh bài mà. Trời ơi, thấy không, bây giờ là bà cờ bà không bỏ được, bà dùng lít nữa kìa. Không đủ đâu, bà ơi, con về nha bà. Bà con thiếu có 10.000 á. Về chưa? Mẹ. Trời ơi, quýnh bài thiếu nợ được kìa, trời ơi. Vũ cái gì? Mẹ sao mẹ lại rủ học sinh của con đánh bài mẹ? Trời ơi, nó còn đánh con hay không mẹ nữa kìa, nó ăn hết tiền của mẹ kìa, biết gì đó. Gì vậy? Sao? Đi! Nó chơi trên đây cũng leo lên kiếm mà. Tại sao vậy ta? Tại sao mà mình không thể đánh thắng nó? Mình thua nó không vậy? Nó đánh thầy hay là tại mình đánh dở? Trời ơi, đừng ngu nè. Nội ơi, nội có gì ăn không? Nội đói bụng quá. Đồ ngu. Nội, con có làm đâu sao nội chửi con ngu? Cũng nói mình là thằng bài. Tại sao không thể thắng nó được chứ? Phải thắng nó một bàn mới đáng nguyện. Gì vậy bà? Bây giờ mình lên phòng của ông Phúc chơi với bà dài giá nha. Dạ thôi bà ơi, con không chơi đâu. Hôm bữa thầy bắt con nhảy cóc tới 10 vòng lận á. Con không chơi đâu bà ơi. Nghe nè, bữa nay không có thầy Phúc ở nhà, không có ai nhà hết trơn á. Kêu bà lên trên phòng thầy Phúc, kêu bà khóa cửa lại, không ai biết đâu nha con ha. Thôi thầy kêu con nít không có được chơi bài bạc, con không chơi đâu. Đúng mà, bà đang nghĩ con mà. Con đang nghĩ bà mà. Cái gì vậy? Có gì đâu.
Hai người nó rủ rỉ gì mờ ám lắm. Gì đâu mờ ám. Ôi, ông đừng có để ý chuyện mà không phải của mình. Nè, bà định rủ đi chơi tứ sắc là chứ gì đúng không? Rủ đâu mà rủ. Bà coi chừng tôi đó, cả con nữa đó Yuki. Con là Yuki chứ không phải Yuki đâu ông. Mi hay cái gì, Mi có chơi được rồi. Yuki. Đi lên trên chơi đi con. Một giác thôi. Thôi con không chơi nữa đâu bà ơi. Con đang nghĩ con một giác. Thôi con không chơi nữa đâu bà ơi. Alo. Ờ mình biết rồi, bây giờ mình ra liền nè. Chờ mình xíu nha. Yumi. Yumi. Sao nó bỏ đi vậy ta? Thật quá. Nó là con đứa con nít mới biết chơi. Còn mình á là ai cũng kêu mình là thần bài. Tại sao phải thua nó? Phải thắng nó một giác mình mới mãn nguyện. Yumi! Lấy ngon quá ha. Yumi, có ai kiếm bà chị? Ai? Mi bà năn nỉ con học chơi với bà một dáng đi con. Thôi con chơi nữa đâu bà ơi, con học chơi mà không chơi được đâu. Kể là chị con mà biết thì con mình bà với con biết mà biết thôi. Thầy với lại ông La. Rồi bây giờ lên phòng của thầy Phúc hát lại cũng ai biết đâu hả con ha. Mà là con khó xử quá à. Dễ chứ chứ đâu khó con. Chơi một dáng nữa thôi nha. Một dáng nữa phải không? Đồng ý phải không? Vậy chơi nắm vậy. Thôi bà ơi, con thấy nãy giờ con thắng nhiều quá rồi, con chơi bài cũng mệt rồi, con nghỉ nha bà. Thấy không được rồi, chơi cho bài bạc mà ăn nhiều mà nghỉ người ta kêu ăn. Con tới quan nữa rồi bà. Con thắng bà nữa rồi. Nhưng mà thôi, không chơi nữa đâu bà ơi. Chơi con thắng hoài thôi mà. Lại con trả tiền cho bà nè. Bà giữ tiền nha, con về đi. Tấn công Nghiêm. Không được chú chích Nghiêm. Dù Mỹ, thầy nói con sao hả Dù Mỹ? Tại sao con dám nữa? Trời đất ơi bà đi nha. Cờ bạc quay. Chào ông, chào thầy. Ba, đi xuống. Đi. Trời ơi, Thoa Son, muốn bài của tụi con. Bài Thoa Son gì mẹ? Ơi, con sắp trời sinh ra bé nắng, ngồi sinh ra Yumi. Mẹ, cấp cứu, thật lắm à. Mẹ, cấp cứu, gọi cấp cứu. Dạ, cấp cứu. Chào con. Chào chú. Mình vô chăm sóc bà nội phụ ông nội nha. Dạ. Chào nội. Con đi ai vậy? Dạ con đi Yumi nội. Ủa Yumi đâu? Không kêu nó vô. Dạ. Yumi ơi, vô đây con. Đóng cửa nhẹ nhẹ cho bà nội. Bà ơi bà. Nội ơi, dậy đi nội. Bà ơi,
có Du My tới thăm nội nè nội. Bà ơi, con xin lỗi bà nhiều nha bà. Nội ơi, nội bị gì vậy nội? Du My đi. Nội ơi, thôi. Ra ra, Du My đi ra đi, Du My đi ra đi. Trời ơi trời. Ủa, cái gì? Đúng vậy, Du My nó đã dạy cho tôi một bài học đáng nhớ trong suốt cuộc đời của tôi. Thông qua những dáng làm túi xách định mệnh nó là đứa chơi túi xách giỏi nhất trong những người mà tôi đã từng biết.